Xin chào anh em, hôm nay thì tôi muốn mang tới cho anh em một chiếc xe mà tôi cho rằng nó rất là đặc biệt. Chiếc Toyota Vios phiên bản GRS. Chiếc xe này được ra mắt vào đầu năm 2021, nhưng đến thời điểm hiện tại thì nó đã không còn xuất hiện ở trên website chính thức của Toyota Việt Nam nữa rồi. Thời điểm mà chiếc xe này ra mắt thì có nhiều ý kiến cho rằng là nó vô lý, có một mức giá vô lý với phiên bản cao cấp nhất là chính là chiếc xe đang có trong video ngày hôm nay luôn, lên tới là 638 triệu đồng. Cá nhân tôi cũng thấy là vô lý, cho tới khi tôi bắt gặp chiếc xe này, và đặc biệt là anh bạn tôi, anh chủ xe đó, mà còn biển vàng nhá. Nên hôm nay tôi sẽ mời anh ấy đến đây để hỏi xem tại sao anh ấy lại lựa chọn chiếc xe này. Đây, xin chào Tuấn Anh. Xin chào Tuấn Anh. Chào anh Mạnh Hình ạ. Cảm ơn em vì ngày hôm nay đã dành thời gian để lên hình với anh. Cái thời điểm mà chiếc xe này ra mắt này thì có rất nhiều khán giả của mê xe cho rằng là nó có một mức giá vô lý. Anh thì cũng thấy vô lý. Nhưng mà cho đến khi anh gặp Tuấn Anh cùng với chiếc xe này mà lại còn biển vàng nữa. Đấy, thì cái câu đầu tiên mà anh muốn dành cho Tuấn Anh luôn đấy, đấy là tại sao Tuấn Anh lại lựa chọn chiếc xe này với một mức giá lên tới 638 triệu đồng để về chạy dịch vụ. Đúng là cái mức giá của nó cũng là một cái câu hỏi mà đến lúc mà em xem xe em phải đặt câu hỏi là tại sao cái mức giá lại lớn đến như thế. Mà sau khi là cái bản thường và bản này nó chênh lệch nhau 50 triệu nhiều. 50 triệu. Vâng, đấy. Thì cá nhân em khi mà đến showroom em đã tham khảo qua bản thường và bản này. Nhưng mà khi em nhìn thấy bộ body kit của nó và em là một người mê xe, có thể gọi là mê xe độ Nhật Bản đi. Thì em thấy cái body kit của nó với cả toàn thể nó khá là thể thao. Mà những cái bản thường thì nó lại không toát ra được cái vẻ đấy. Là em bảo với cả bố em là bố ơi thôi, không chọn nữa. Quất luôn xe này. Bởi vì là quá thích cái body kit của nó. Đúng rồi. Nhưng mà có một cái câu hỏi nhưng vẫn thấy vô lý, chưa thấy hợp lý lắm. Bởi vì ok để chạy dịch vụ đi, 638 triệu là mua được Xpander. Đúng rồi. 7 chỗ, số đúng. Tự động luôn. Đấy, hoặc là rẻ hơn là mua được XL7. Vâng. Ok, thế thì tại sao lại vẫn phải là chiếc xe này? em lại khá là thích cái dòng sedan. Thích chỗ. Sedan. Vâng. Những cái dòng 7 chỗ hoặc là gầm cao thì em lại không phải gu của em lắm. Em lại thích sedan 4 chỗ, nhìn nó vẫn khỏe khoắn và nó có một cái gì đấy nó trẻ trung hơn. Vậy tại sao mua một chiếc xe ăn chơi như vậy mà lại biển vàng lại chạy dịch vụ? Phải chăng là Tuấn Anh đang chạy vì đam mê? Đúng là có nhiều khách hàng khi mà biết đến cái giá trị của chiếc xe cũng đặt câu hỏi cho em là tại sao mà em lại bỏ cái số tiền ra lớn như vậy để em chạy để làm Grab. Nhưng mà em bảo là không biết phải nói thế nào anh chị ạ. Ngay từ khi gặp nó là em đã quá là thích rồi. Quá là yêu rồi. Bởi vì quá thích. Vâng. Bởi vì bình thường là Vios chạy dịch vụ thì nhiều, nhưng mà thường là thứ nhất là bản MT. Vâng. Thứ hai là nếu mà anh em mà vẫn thích số tự động để chạy dịch vụ nhưng mà cho nhàn ấy thì lấy cái bản mức giá của nó loanh quanh đâu khoảng chỉ hơn 500 thôi. Nó rẻ hơn chiếc xe này loanh quanh nó phải hơn 100 triệu. Đấy, cũng vẫn chọn. Thế thì lại quay trở lại với cái ý mà Tuấn Anh nói, đấy là Tuấn Anh thích sedan. Vâng ạ. Thích sedan thì 638 triệu lên hẳn hạng C đi, có Cerato này. Cerato. Có thậm chí là Mazda 3 bản giống của anh Tuấn. Đẹp hay xấu thì tùy mắt nhá, nhưng mà hai con kia là to hơn. Đợt đấy, Mazda 3 lại còn rất là chảnh nữa. Đợt em mua chiếc xe này vào đúng dịp 30 tháng 4 1 tháng 5. Lúc đấy thì em cũng tham khảo giá giữa Vios, Accent với cả lên dòng xe hạng C thì là Cerato. Nhưng mà lúc đấy thì qua Accent thì em đi thử rồi. Thì em lại thấy thích cái phần lái của Vios hơn, nó sẽ đầm hơn, nó chắc hơn. Còn Cerato lúc đấy thì thực ra là giá chưa giảm. Cũng có thể là khi mà giảm rồi thì em tham khảo rồi, giảm rồi thì cái giá con này với cả giá Cerato sẽ không chênh nhau là nhiều. Thế là lúc đấy em mua đợt 30 tháng 4 thì Cerato vẫn hơi cao hơn một tí. Ok, vậy thì đi vào chi tiết chiếc xe này đi. Thì đâu là điểm mà Tuấn Anh thích bên cạnh là cái body kit? Một cái rất là ấn tượng và khác biệt của GRS so với bản G rồi. Đúng là khi đập vào mắt là bộ body kit. Nhưng mà ngoài những cái body kit này ra thì phần thứ hai em thích là bộ ghế thể thao. Ghế bằng da lộn và nỉ, pha chút nỉ nữa. Có thể là ngồi hơi nóng. Ngồi hơi nóng.
nhưng về cái vẻ thiết kế của nó là khá là ok, khá là thể thao. Thứ ba nữa là nó có nếp chuyển số đằng sau. À, 10 cấp số. 10 cấp số à? À, 10 cấp số. Rồi. Thế đã bao giờ đi hết 10 cấp số chưa? Thực ra là em chưa, em mới đi đến số 6 thôi. À. Là cái vận tốc nó lên được 101 đến 102 em thử trên đường cao tốc. Còn em chưa đi, dám đi quá lên. Đấy. Cái lễ chuyển số đấy nó có phục vụ như nào cho cái việc mà Tuấn Anh sử dụng xe hàng ngày? Thực ra là nếu mà chạy các nhu cầu ở trong phố thôi ấy, thì em chỉ dùng cái lễ chuyển số đấy để vượt xe khác. À. Khi mà có khả năng vượt được em sẽ dùng lễ chuyển số. À, thấy hiệu quả không? Thấy hiệu quả anh ạ. À. Vậy như vậy là đúng là Tuấn Anh thích những cái gì khác biệt của GRS so với bản G luôn. Như vậy là cũng đáng nhỉ, thích body kit này, thích ghế da này, thích ghế da lộn này, thích lễ chuyển số này. Khi mà em chở khách thì có một vài hành khách cũng than với em là ui sao điều hòa này lạnh sâu thế. Và trong khi đấy điều hòa chỉ có đằng trước thôi, không có đằng sau. Đấy là một cái thêm một cái điểm cộng nữa của dòng xe này là điều hòa rất là sâu. Để mà Tuấn Anh nói về điểm chưa thích ở chiếc xe này chắc khó nhỉ. Đã bỏ ra 638 triệu để mua một chiếc Vios thì... Đấy là một điểm chưa thích đấy. Đến tầm thời điểm hiện tại là em thấy điểm đấy là điểm chưa thích rồi đấy. Bây giờ đến hiện tại khi mà em đã mua xong thì tự nhiên có một ngày nào đấy em làm em suy nghĩ là tại sao mình lại bỏ ra cái số tiền nó lớn như vậy. Một chiếc xe hạng B. Mà trong khi đấy là đến bây giờ Seato giảm giá cũng sâu. Mà đi Seato sướng hơn nhiều. Em không thích ở cái điểm đèn đi cao tốc khá là tối. Hầu như là em đi cao tốc em không thấy nhìn thấy một cái gì cả. Đèn yếu lắm. Với cả hai nữa là khi mà vòng xe đi vòng tua lên cao ấy, tiếng máy khá là gầm, gầm khá là to. Nói gì thì nói, khi mà em với cả bố em đã xác định là chọn chiếc này thì không có điều gì để mà chê nữa. Khi mà mới đi được cho là lửa năm đi. Nhưng mà đúng là đến bây giờ cả hai bố con là cũng nhiều lúc ngồi nói chuyện với nhau là cũng không chê được cái gì. Tại sao? Tại vì cũng khó nói lắm. Bây giờ xe đi hàng ngày rồi. Bây giờ tức là khi mà nó gắn bó với mình rồi, nó trở thành một chiếc xe mà hàng ngày sống cùng với mình. Vâng ạ. Đi cùng với mình. Vâng. Thì mình thấy là cũng có cái điểm mình yêu. Đúng không? Nó gắn bó như kiểu rồi. Người bạn ấy thì thấy là cũng không chê được. Đúng rồi. À rồi. Thế thì khi mà mua một chiếc xe phiên bản xe đua của Toyota, của Vios thì có phải độ thêm gì nữa không? Ở bên ngoài này là... Bên ngoài này là nguyên này, còn nguyên này. Đèn đỏ mỗi thứ. Vẫn còn cản kia là đẹp chứ. Vâng. Bên trong xe thì em đã độ màn hình Android kèm camera 360. Tất cả gương... Tự động lên xuống kính. Vâng, tự động lên xuống kính. Khóa cửa và lên xuống kính. Gập gương nữa. À, gập gương nữa. À, với cả trải sàn 360. Về cơ bản thì anh thấy này Tuấn Anh ạ, xe đẹp, nó cá tính. Vâng. Thực ra thì em mua Cerato, em đi ra đường ấy thì người ta biết là em đi Cerato đấy, nhưng vâng. Người ta cũng không có để ý lắm đâu. Vâng. Đi xe này ra đường là mọi người sẽ thắc mắc đấy, bảo tại sao có thể mọi người không để ý là Vios có bản GRS đâu, nhưng mà mọi người sẽ nhìn thấy là ồ sao chiếc Vios này trông nó khác với những chiếc Vios mình đã từng nhìn thấy như vậy. Vâng. Và cá nhân tôi thì cũng như thế thôi. Hôm thì tôi có tình cờ cũng sang bên chỗ mà Tuấn Anh đang độ xe để đi sang bên đấy độ đèn, thì có nhìn thấy gặp Tuấn Anh ở đó. Thì đầu tiên ấy là nhìn thoáng qua thôi thì thấy biển vàng, thấy Vios rồi, và thì tặc lưỡi trong đầu nghĩ là thì anh em đi Vios chạy dịch vụ thì cũng nhiều mà. Vâng. Nhưng lúc sau mình bảo nhìn quái sao con Vios này giống GRS thế nhờ, nhìn cái cản rồi nhìn cái sơn đen. Vâng. Ủa xong lúc sau ra nhìn đúng bản GRS luôn, lại gặp Tuấn Anh là bảo anh Mạnh Linh à, chào em, em lấy con này lâu chưa, thế là hôm nay lại rủ lên đây để hỏi một chút, để giải đáp một chút những cái mà cá nhân anh thấy là vô lý. Vâng. Thực ra thì sau những cái chia sẻ của Tuấn Anh ấy thì anh thấy là nó vẫn vô lý thôi, nhưng không sao. Mỗi người sẽ có một cái góc nhìn. Đúng và rồi. Em đơn giản là em thấy hạnh phúc, thấy hài lòng với chiếc xe này là được. Dạ. Quay trở lại với chiếc xe này đi thì một câu hỏi nữa muốn dành cho em ấy, đấy là trong 6 tháng thì những cái chi phí mà em phải bỏ ra để sử dụng chiếc xe này, từ xăng đến bảo dưỡng các thứ thì như nào? Thực ra là ngoài những cái chi phí đã làm lên xe thì không tính nhá. Rồi độ điếc thì không tính. Cái chi phí mà vận hành ấy thì là cá nhân em thấy là cái xăng của nó cũng là một cái vấn đề quan trọng, là trước khi đi
xe này thì em có chạy một chiếc xe của chú em từ đây đi vào Nghệ An đi. Mà mới tuần trước em cũng chạy chiếc này đúng chiếc này luôn, từ đây vào trong đấy. Đúng một quãng đường như thế. Nhưng mà có thể là sẽ hơi khập khiễng một chút bởi vì chiếc kia là Vios bản số tay. Số sàn. Số sàn. Nhưng mà chiếc này là số tự động. Nhưng mà em lại thấy một cái là không biết là do cách người dùng, cách người đi. Thì chiếc này chỉ ăn hơn khoảng tầm một chút thôi. Một tí xíu thôi. Mà mặc dù là hai lần em đi đều đổ bằng tiền xăng, quãng đường bằng nhau. Thực ra chắc chắn là phải tiết kiệm xăng rồi. Bởi vì quý vị cứ để ý, đấy là xe nào mà được nhiều anh em chạy dịch vụ lựa chọn thì chắc chắn đấy là xe tiết kiệm xăng rồi. Trừ những cái nhu cầu phục vụ, cái nhu cầu dịch vụ khác biệt thôi. Còn những cái nhu cầu phổ dụng về chạy Grab, về đi taxi, cứ chọn xe nào thì xe đấy sẽ là xe tiết kiệm. Rất cảm ơn Tuấn Anh vì ngày hôm nay đã dành thời gian để lên hình cùng với Mê Xe, mang chiếc xe này đến để chúng ta cùng nhau giải đáp một chút những cái sự vô lý mà tôi tin rằng là nhiều người cũng sẽ có chia sẻ chung với suy nghĩ với tôi. Nhưng tôi nghĩ là không quan trọng đâu, lựa chọn của mỗi người. Và quan trọng là chúng ta thấy hạnh phúc, thấy ok với cái lựa chọn đó của mình. Ok, cảm ơn Tuấn Anh rất nhiều. Chúc em sẽ thật nhiều sức khỏe. Đừng quên theo dõi Mê Xe để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Và đừng quên là chúng tôi cũng còn những cái nền tảng khác như là fanpage này, group anh em Mê Xe và trang TikTok Mạnh Linh Mê Xe để liên tục cập nhật với anh em những thông tin, những video về xe cộ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.